Vâng, quý vị thấy độ chớn rất là cao đúng không ạ? Vâng, rất là chớn quý vị nhé. Cực chớn và tiếng nổ cũng rất là thanh và giòn. Vâng, đó là độ chớn và tiếng nổ đến từ một cặp bánh nhôm rất cao cấp hiệu TNI và nó chạy bằng đạn ceramic quý vị nhé. Vâng, một cặp một cái giá mức giá tầm trung mà được chạy bằng đạn ceramic rất là tuyệt vời đúng không ạ? Vâng, Nguyễn Long xin kính chào toàn thể quý vị và mọi người yêu thích xe đạp thể thao trên toàn quốc ạ. Vâng, kính chào mừng quay trở lại quý vị quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Long. Cửa hàng của Nguyễn Long thì có địa chỉ ở Phú Dư, Quỳnh Phú, Gia Bình, Bắc Ninh. Số điện thoại là 0973126389 ạ. Vâng, và cửa hàng của Nguyễn Long thì chuyên bán và giới thiệu những sản phẩm đó là những chiếc xe đạp thể thao cao cấp hàng Nhật bãi được chính tay Nguyễn Long đấu giá trực tiếp ở bên Nhật Bản rồi gửi về Việt Nam theo đường hàng không. Hôm nay Nguyễn Long xin tiếp tục giới thiệu tới cả quý vị và mọi người một chiếc xe đạp loát carbon rất cao cấp mang thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Mỹ. Vâng, lại tiếp tục đó là một chiếc Trek. Vâng, Trek thì quý vị biết rồi, rất nổi tiếng trên toàn thế giới đúng không ạ, cũng như ở Việt Nam mình. Chiếc Trek này có cấu hình là có model là Doman SN5. Sở hữu cấu hình là khung sơn carbon cùng với lại thông số đo là dòng ngang là 51, dòng đứng là 45. Vâng, rất là phù hợp với các quý vị có chiều cao tầm từ 1m62 đến 1m75. Quay về quý vị nhá, và 1m61-62 trở lên, 1m75 quay về chạy khá là đẹp ạ. Sau đây người Long sẽ tiến lại gần cái chiếc Trek carbon này để quay chi tiết hơn cho quý vị cùng theo dõi. Vâng, như thường lệ thì người Long cũng sẽ cầm lại cái thước dây để đo chính xác cái thông số dòng ngang dòng đứng cho quý vị xem có phù hợp với bản thân mình hay không. Đây quý vị thấy nhá, đó dòng ngang là 51 ạ, 51, còn dòng đứng là 45. Đấy, quý vị thấy ạ, 45 rất phù hợp với quý vị có chiều cao từ 1m61-62 trở lên, 1m74-75 đổ về là quý vị có thể đi rất là phù hợp, rất đẹp quý vị nhá. Và Trek rất nổi tiếng đúng không ạ, là quý vị đã nghe rất nhiều rồi, model là Doman quý vị nhá, Doman SN5 OCLV carbon 500, vâng, rất là cao cấp đấy. Model này có từ những năm nó là đời của những năm 2018-19 quý vị nhá. Vâng, chủ xe là mua cuối năm 2019 tầm tháng 10, đấy là người ta có thông báo ở trên hệ thống đấu giá Yahoo là như vậy. Đánh giá tổng thể với cái chiếc Trek Doman SN5 này thì nói chung là nó cũng khá là đẹp, độ mới cũng phải trên 90% trở lên quý vị nhá. Vâng, có vết xước một xíu nhỏ xíu đây thôi, vết xước rất nhỏ, không có lên gì về ảnh hưởng về hình thức cả. Sở hữu cái tông màu đen tem xanh cũng khá là nổi đúng không ạ. Và dòng Doman thì quý vị đấy rồi, đặc trưng của dòng Doman là có ISO Speed quý nhá, bằng giảm chấn đấy ạ, ở phần ngã ba khung cọc yên và kể cả phần đầu đấy, vì đấy là nó triệt tiêu được những cái sự cứng nhắc hoặc là các cái đi qua các đoạn đường xấu cũng như đường gồ ghề hoặc là các cái gò giảm tốc, chúng ta cảm thấy rất là êm. Đây là đặc trưng của dòng Doman, nó cũng giống như là dòng Benzline Dubai ấy nhá. Nên ông giải thích rất nhiều về những cái ưu điểm của hệ thống ISO Speed rồi. Đây quý vị thấy chứng chỉ UC của Trek. Vâng, chiếc xe khá là đẹp quý vị nhá. Có rất ít các vết xước nhỏ thôi. Tông màu đen tem xanh rất chỉ là khỏe khoắn. Đây là phần bên trái của chiếc sườn. Vâng, người chủ cũng đã, chủ xe ban đầu cũng đã sắm sẵn cảm biến đu táp của Trek quý vị nhá. Đó, cái này chỉ giá tiền triệu đấy ạ, nhưng chúng ta sẽ phải kết hợp với đồng hồ của Trek thì mới sử dụng được. Đây là cảm biến không dây của chính hãng của Trek, mặt trên của chiếc khung anh thấy rất sạch sẽ. Ở đây có một cái vết xước, cũng có một vết xước nhỏ nhỏ do người chủ người ta trong quá trình dựng xe, nó chỉ là một vết xước sơn sọt bên ngoài thôi quý vị nhá, chứ không có cày sâu vào khung nội, xước rất bình thường thôi. Đó, vì thế có thể nhìn thấy chứ không phải bị đổ xe mà bị cày hẳn vào khung sườn đâu ạ, một vết xước rất vô tình thôi. Chiếc xe sở hữu hệ thống dây đi âm sườn phần càng trước đấy. Đó, vì khá đẹp đúng không ạ. Đây là phần gầm chiếc xe. Đây quý vị thấy. Rất là mới quý vị nhá. Đó, mã tem, mã vạch, mã số khung của nhà sản xuất. In chìm quý vị nhá. Và quý vị nhìn thấy phần gầm xe đúng không ạ? Còn rất là mới ạ, đúng không ạ? Đấy quý vị thấy rất mới, rất sạch sẽ. Vâng, cả phần giỏ dĩa quý vị thấy.
một chiếc xe chủ sử dụng rất người chủ xe ban đầu sử dụng rất ít quý vị nhá. Người ta đạp rất ít thôi. Cho nên độ mới rất là cao. Đó, chứng chỉ oxy, các cái thông số của nhà sản xuất OCLV carbon 500. Đó, chất lượng khung rất là cao quý vị nhá, có chứng chỉ oxy. Vâng, kế tiếp đến là cái bộ phận dàn đầu ghi đông cọc yên. Thì chiếc xe đang sở hữu một bộ dàn đầu ghi đông là cũng là nguyên zin chính hãng của Trek, đều là của Bontrager. Đó, quý vị thấy là nhôm siêu nhẹ quý vị nhá. Vô tăng cũng là Bontrager. Đó. Kể cả đến cái dây quấn, quý vị thấy cũng là Bontrager, đây quý vị này logo chữ B này. Đó. Vẫn là đều nguyên zin, đây quý vị thấy không ạ? Chính hãng của Trek hết. Chưa có bị nài đạp có cái gì cả. Và cọc yên thì nguyên zin theo xe rồi, đó là cọc yên chụp. Chúng ta còn điều chỉnh cọc yên xuống rất là thoải mái quý vị nhá, 7-8 phân nữa nhá quý vị nhá. Một chiếc yên cũng là nguyên zin chính hãng của Bontrager, đều là của Trek, quý vị nhìn thấy ạ, Bontrager đây ạ. Chiếc yên rất đẹp, rất mới, đồng bộ theo xe và rất là êm, nghĩa lòng thấy nó rất là dày. Đấy. Vâng, có rãnh thoát khí ở giữa, chúng ta sẽ rất thoải mái khi chúng ta đạp đường dài quý vị nhá. Chữ yên. Vâng, như vậy là khung sườn carbon, dàn đầu ghi đông nhôm siêu nhẹ. Chữ yên cũng chính hãng của Bontrager. Dàn đầu cũng chính hãng của Bontrager, vâng, chưa hề có nai tạp mất món gì. Và tổng thể mọi thứ còn rất là đẹp đúng không ạ? Quý vị nhìn thấy rồi. Khá là mới. Vâng, kế tiếp đến là cái bộ chuyển động của chiếc xe. Thì chiếc xe đang sở hữu một bộ chuyển động cũng tương đối là tiệm cận trung cấp, tiệm cận của mức cao cấp, đó là Shimano 155.800 quý vị nhá. Hai đĩa 11 níp cho ra 22 tốc độ. Đấy, và đây sau đây là chi tiết từng bộ phận của bộ group. Đây quý thấy phần tay nắp phía bên phải, mọi thứ còn khá là đẹp đúng không quý vị thấy ạ? Vâng, rất mới quý nhá. Còn chỉ có một chút sức xíu nhỏ xíu ở đầu đây thôi, vâng, nhưng không hề lộ liễu gì và không hề ảnh hưởng gì nhiều đến phần hình thức quý vị nhá. Tổng quan lại là còn khá là mới. Phần tay nắp bên trái này quý vị thấy cũng có một chút xước nhỏ ở đằng phía đầu nắp chụp thôi quý vị nhá. Đó, còn tổng thể thì cũng rất là đẹp, cũng không có ảnh hưởng gì nhiều về phần hình thức cả. Đây quý vị thấy đúng không ạ? Ngàm phanh trước 105, ngàm phanh sau 105, cùi đĩa 105, vâng, đều níp 105, sở hữu thông số là 1132 quý vị nhá. Vâng, một chiếc níp có một cấu hình thông số rất là tuyệt vời để chúng quý vị có thể thoải mái chạy được các cung đường, từ đường bằng, đường đồi đèo, thậm chí là đèo đồi quý vị nhá. Vâng, níp 32 chúng ta chạy được rất nhiều các cung đường, rất chi là tiện đúng không ạ? Níp 32 đắt tiền hơn níp 25, 28 quý vị nhá. Cái này chúng ta rất là tốt cho chúng ta khi sở hữu được những chiếc xe có cấu hình như này. Một chiếc sên Shimano Japan 601 made in Japan quý vị nhá. Giò dĩa 105, sở hữu thông số là 5034. Đây như thế. Đó. Cùi đĩa cũng 105. Vâng, như vậy tất cả là đồng bộ hết quý vị nhá. Và quý vị có thể thấy là phần giò dĩa gần như không có vết xước nào đáng chú ý đúng không ạ? Mọi thứ còn rất đẹp đúng không ạ? Đây là độ có giãn của chiếc xe, quý vị thấy rất là ôm đúng không ạ, rất là khít, nên quý vị hoàn toàn yên tâm về tuổi thọ còn sử dụng quý nhá, rất lâu dài. Đây là phía sau của giò dĩa, quý vị thấy gần như là không có vết xước nào cả, chiếc xe gần không có sự tuột xích quý vị nhá. Phần đầu giò dĩa có xước một sợt chút xíu thôi quý vị nhá, còn lại tương đối là đẹp. Chiếc xe đang sở hữu một cặp bê đan cá Shimano R540 quý vị nhá. Và rất chi là chắc chắn, chúng ta đi giày cá sẽ rất hiện chắc chắn quý vị nhá. Đó. Phần giò dĩa phía bên trái. Đó, đấy. Khá là đẹp đúng không ạ? Bê đan cá Shimano. Đấy quý thấy. Vâng, kế tiếp đến là cặp bánh. Thì ngay từ đầu video quý vị cũng đã được thưởng thức một chút xíu về độ về tiếng cối nổ cũng như độ chớn của cặp bánh này rồi. Vâng, đó là cặp bánh nhôm cũng khá là cao cấp, hiệu của TNI quý vị nhá. Và cặp bánh này là đặc biệt là được chạy cặp đạn ceramic rồi nhá quý vị nhá. Đó, nhà sản xuất có ghi rất rõ đã dùng bằng đạn ceramic cho nên là nó rất là chớn. Và cặp bánh này thì sở hữu các căm là inox, vâng, căm inox chân lăn hoa bằng đồng. Cho nên là độ bền và độ sáng sẽ giữ mãi theo thời gian quý vị nhá. Độ bền khá là cao. Đó. Vâng, cầm inox sở hữu màu trắng sẽ trắng mãi thôi. Inox đầy đủ bánh trước, vì thấy cũng là chạy bằng đạn ceramic.
Vâng, hiếm khi những cặp bánh nhôm nào mà được cái cấu hình như này quý vị nhé. Đây là rất chỉ là tuyệt vời đúng không ạ? Đó. Và quý vị thấy là cặp liềng còn rất mới đúng không ạ? Cả liềng trước liềng sau đấy, vậy đấy. Nói chung là tổng thể chiếc xe nó còn đẹp thế này thì chắc chắn là cặp bánh nó phải mới thôi, chứ không có lý do gì mà cặp bánh cũ mà chiếc xe mới xe đẹp cả đúng không ạ? Quý vị thấy cái này nó là bất hợp lý đúng không? Đó, cho nên là tất cả nó phải đều đồng đều giống nhau. Đó. Vâng, cặp nốt cả trước cả sau thì vẫn cũng đều là của Bulldogger quý nhá, đều là chính hãng của Czech, Bulldogger R3 sở hữu thông số 700x25C quý vị nhá. Đó, cả trước cả sau đều là của Bulldogger, đều là nguyên zin của Czech cả, và cặp lốp vẫn còn sử dụng rất tốt quý vị nhá. Đây quý vị có thể thấy ạ, còn tan lông vẫn còn rất là rõ nét và không hề có xuất hiện vết dạn chân chim quý vị nhá. À, quý vị yên tâm, còn sử dụng rất tốt ạ, không hề có xuất hiện vết dạn chân chim đâu ạ, lốp còn rất đẹp. Đó, chúng ta hoàn toàn yên tâm sử dụng quý vị nhá. Đó, và rất tuyệt vời đúng không ạ, một cặp lốp vẫn nguyên zin theo xe. Và sau đây Nguyễn Long sẽ tiết lại cái tiếng cối nổ và độ chớn của cặp bánh này ở gần cho quý vị nghe thưởng thức thêm một chút điện ạ. Vâng, rất chớn quý vị nhá, và tiếng nổ rất là hay. Đó. Đấy ạ. Độ chớn rất là cao. Vâng, nó ngang những cặp bánh carbon sở hữu bạc đạn ceramic rồi. Vâng, tì bật bánh sau. Đó. Tì bật bánh trước. Đấy, đấy. Mọi thứ rất là đẹp quý vị ạ. Vâng, kế tiếp đến là cái phụ kiện thì người chủ có để lại một chút phụ kiện nhỏ nhỏ thôi. Đó là một chiếc gọng bình nước cũng là nguyên zin chính hãng của Bulldogger, đều là của Czech, bằng Bulldogger RN. Một chiếc gọng bình nước có buzit khá là đắt tiền quý vị nhá. Mua mới phải có đến 400-500 ngàn đấy ạ. Vâng, và cái túi treo cọc yên phía sau thì cái này là Nguyễn Long có tặng kèm thêm cho quý vị khi quý vị mua xe rồi, để chúng ta đựng những vật dụng nhỏ nhỏ khi chúng ta đạp xa. Rất là thiết thực đúng không ạ? Vâng, như vậy là vừa rồi thì Nguyễn Long đã giới thiệu rất đầy đủ chi tiết tổng thể về cái chiếc Czech Carbon model là Doman SN5, bằng một model rất là cao, đời năm 2019. Sở hữu cái cấu hình là khung sườn carbon cùng với lại bộ chuyển động là full Shimano 1005 5008, cùng với cặp bánh nhôm cao cấp của TNI, đặc biệt là nó sở hữu cấu hình là chạy bạc đạn ceramic và cối nổ quý vị nhá. Vâng, rất là cao cấp đúng không ạ? Và độ mỡ chiếc xe thì cũng là rất là đẹp rồi, quý vị thấy là phải mới trên 90% trở nên. Thì cái mức giá thành mà Nguyễn Long đang chào bán cho chiếc Czech Doman SN5 này, cái mức giá là xem 30 triệu quý vị nhá. Vâng, một cái mức giá khá là hợp lý cho một chiếc xe rất nổi tiếng và còn đẹp, độ mỡ còn cao như thế này. Vâng, quý vị khách hàng nào có nhu cầu mua xe thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Nguyễn Long qua số điện thoại 0973 126 389 ạ. Vâng, số điện thoại của Nguyễn Long có kết nối cả với Zalo ạ, và Nguyễn Long có để số điện thoại ở tiêu đề phía bên dưới video. Địa chỉ cửa hàng của Nguyễn Long là ở Phú Dư, Quỳnh Phú, Gia Bình, Bắc Ninh. Quý vị khách hàng nào ở gần thì có đến xem xe trực tiếp và trải nghiệm thực tế tại cửa hàng. Còn đối với những quý khách hàng ở xa thì Nguyễn Long có hỗ trợ ship code trên toàn quốc. Quý khách hàng cọc một số tiền tương ứng, sau đó Nguyễn Long sẽ đóng gói và gửi xe. Khi nhân viên bên bưu điện tới giao hàng thì là quý khách hàng được đồng kiểm của nhân viên giao hàng bên bưu điện. Và nếu như quý không có vấn đề sự cố nào xảy ra trong quá trình vận chuyển từ nhà của Nguyễn Long vào nhà của quý vị thì là quý vị sẽ thanh toán nốt cái phần tiền còn lại cho nhân viên giao hàng bên bưu điện. Và Nguyễn Long xin cam kết trên toàn thể quý khách hàng trên toàn quốc, đó là chiếc Czech Doman SN5 carbon này là một chiếc xe hoàn toàn chính hãng ạ. Vâng, xin cam kết nếu như quý khách hàng phát hiện ra đó chiếc xe hàng nhái, hàng fake, hàng copy thì là quý khách hàng cứ liên hệ lại với Nguyễn Long, đóng gói gửi trả về cho Nguyễn Long. Nguyễn Long xin cam kết hoàn trả lại cho quý vị 100% số tiền quý vị đã mua chiếc xe đạp này. Vâng, đó là lời cam kết của chính Nguyễn Long quý vị nhá, lời cam kết của chính chủ cửa hàng. Cho nên là quý vị ở khách hàng ở xa khi mua xe đạp online bên cửa hàng của Nguyễn Long hoàn toàn yên tâm và tin tưởng ạ. Và kia là cái phần giấy tờ đấu giá chiếc xe thì là Nguyễn Long cũng sẽ gửi kèm trả cho quý vị khi quý vị mua chiếc xe đạp này. Vâng, mọi xe đạp đấu giá từ Nhật Bản về thì đều có kèm theo giấy tờ đấu giá đầy đủ quý vị nhé. Vâng, và đến đây thì Nguyễn Long cũng xin kết thúc cái video giới thiệu về chiếc Czech Carbon này. Xin chào tạm biệt toàn thể quý vị và mọi người, và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video tiếp theo ạ. Vâng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.